Tri Cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng cho biết 100% các xã, phường, thị trấn thuộc tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi. Hiện địa phương này đang thực hiện các thủ tục để công bố hết dịch theo quy định. Sau hơn 8 tháng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đến nay 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã công bố hết dịch, riêng hai huyện Lạc Dương và Đơn Dương từ trước đến nay không xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Mặc dù dịch tả lợn châu Phi đã được khống chế, nhưng ngành chức năng vẫn tiếp tục phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tiếp tục tiêu độc khử trùng tại các địa điểm có ổ dịch cũ để phát hiện và xử lý kịp thời những phát sinh. Dịch tả lợn châu Phi đã xâm nhập vào Lâm Đồng từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, làm cho hơn 67.000 con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy với trọng lượng gần 4.000 tấn.